Mấy ông bạn của anh quá đáng thật đấy. Cái Linh mới nói một câu thôi mà cả nhóm xúm vào chê hội đồng nó. Thì bạn anh nó nói gì thì kệ nó. Tự nhiên bạn em vào nói này nói kia đấy chứ. Với cả đấy là chuyện của bọn mình, tốt nhất là bạn em cũng không nên tham gia vào. Anh hẹn em ra đây là để trách bạn em đấy à? Thế anh còn hẹn em ra đây làm gì ạ? Thì anh có hẹn đâu. Cái Ly nó cầm máy của anh nó nhắn đấy. Sao chị Ly lại xen vào chuyện này ạ? Anh trách cái Linh vì xen vào chuyện của chúng mình. Vậy việc của chị Ly làm thì có khác gì đâu ạ? Cũng có khác mà. Cái Ly nó khác ở động cơ. Nó muốn anh cả em làm lành. Còn bạn của em thì ngược lại. Đấy, anh thấy chưa? Đến bạn của anh còn chẳng muốn chúng mình giận nhau. Thế mà anh, anh đúng là cái đồ đầu đất. Làm tức chết mất. Nếu em mà không yêu anh còn lâu em mới nhịn được cục tức này nhá. Điện sớm, nếu không tôi đã nhận lời của người khác mất rồi. Không sớm không muộn, như thế này là duyên đấy chị ạ. Hai mẹ con uống nước đi. Dạ. Tú chưa đi dạy bao giờ đúng không? Em mới dạy trung tâm thôi ạ. Cũng đều là dạy cả. Về kỹ năng sư phạm em nghĩ chị cứ yên tâm ạ. Cứ có rèn của mẹ Thúy là tốt rồi. Tú mà về trường chắc chắn sẽ cải thiện được thành tích môn thể dục của trường đấy. Dạ. Để con bắt xe cho mẹ nhé. Bây giờ con phải qua trung tâm để thanh lý nốt hợp đồng. Không cần đâu, con cứ đi đi. Phải ổn định ấy thì mới yên tâm đi dạy được. Mà mẹ hẹn cái Trang rồi, không cần đến con. Con sắp ra gì rồi? Chứ còn gì nữa. Này, hai đứa cưới đi, mẹ mong lắm rồi đấy. Ôi, mẹ lại bắt đầu đấy. Thì thôi. Nhưng mà bằng tuổi mẹ, người ta lên trước hết cả rồi. Có mỗi mẹ là thụt lùi thôi mà như thế mẹ không có cam lòng con đâu. Con thì người ta ba mấy tuổi đầu, con mới 26 thôi. Chứng tỏ gen ở đấy sớm là nhà mình. Đi mẹ. Thế xinh ngay. Chồng là sao chứ anh? Hèn gì cái Trang nó nói con đào hoa. Ừ, trong luôn. Em tao chuyển chuyển nhà đến trường luôn đúng không? Phía cậu Lợi cũng đã ủy quyền cho tôi. Hôm nay chuyển nốt số tiền còn lại cho cậu. Theo đúng với cái tỷ lệ góp vốn của cậu. Cậu đọc đi, rồi ký vào giúp tôi. Kể ra thì cũng hơi khó hiểu nhỉ. Không hiểu là mấy cậu sống với nhau như nào. Bạn bè thân nhau là thế, gắn bó biết bao nhiêu năm, mà chơi nhau một vố cũng đau đấy chứ. Đến cuối cùng cái phút mà chia tiền á, cũng chả nhìn mặt nhau. Phải nhờ tôi đến đây để nói hộ. Sao? Tôi nói cái gì sai à? Cậu ký hay không cũng được, vì mọi chuyện xong rồi. Cậu ký nhanh á thì tiền nó về nhanh, còn cậu không ký, tiền nó không về. Bên cậu là người cần tiền, chứ không phải là bên tôi. Cậu hiểu vấn đề không?